quán lẩu bò mà đến tận hai ngăn nước lẩu, có quầy nước chấm riêng nữa. Chủ quán từng làm đầu bếp ở Hai Di Lao và khi mở quán sẽ như thế nào, hãy cùng mình khám phá nha. Mình gọi cái lẩu combo thịt tươi 199.000. Trong phần này thì gồm một dĩa gạo, dĩa mì và dĩa thịt bò. Chưa hết đâu, bên trong hai cái ngăn lẩu cũng có thêm bò viên với thịt nữa nè. Đầu tiên là mì công phu, các bạn nhân viên sẽ biểu diễn trước quán cho mọi người xem luôn, rất là điêu luyện và đẹp mắt. Tiếp theo là ở đây có một cái quầy nước chấm, ăn nhiều ăn ít thì có thể tự lại lấy. Có sốt văn sơn đặc trưng của quán, nước mắm hay là chao, và nếu như bạn là fan ruột của Hai Di Lao thì chắc chắn sẽ biết đến nước xí muội. Thì anh chủ ở đây là đầu bếp cũ thì mọi người cũng một phần nào hiểu được nó giống đến cỡ nào rồi đúng không? Đặc biệt là bộ viên đây do nhà tự làm, cái mùi bò thơm nồng nàn luôn bởi vì rất là ít bột. Về nước lẩu Thái thì chua cay, nó cay the the ngay đầu lưỡi thôi chứ không có bị quá cay đâu. Còn nước lẩu thảo dược thì nó rất là thơm. Mì này khi ăn thì mọi người nhúng nó vào nước lẩu tầm khoảng 2 phút. Ngoài ra thì mình có kêu thêm bầu viên, nấm và lá sách này thấy màu đen nhưng mà thật ra nó rất là sạch sẽ bởi vì quán không sử dụng mấy cái hóa chất tẩy ảnh hưởng đến sức khỏe người ăn. Về không gian ở đây thì quán ngay mặt tiền có 2 tầng rộng rãi, ngồi ăn ngắm đường xá khá là thoáng mát. Và đây là một cái quán lẩu bò mà mình nghĩ các bạn có thể đến ăn thử nha.